Chào các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách thêm tài khoản HackConnect vào ứng dụng IVMS 4200 trên máy tính để xem camera. Đầu tiên thì các bạn sẽ phải tải và cài đặt cái phần mềm IVMS trên máy tính của mình, sau đó đăng nhập vào cái tài khoản này. Các bạn nhấn đăng nhập, các bạn nhấn có thể là nhấn chọn Auto Login để đăng nhập tự động hoặc là Login để đăng nhập một lần. Sau khi đăng nhập xong á, thì là các bạn sẽ trỏ đến cái danh mục là Maintenance and Management đây, tức là mục quản lý thiết bị. Ở mục quản lý thiết bị này các bạn sẽ nhấn vào dấu cộng là S để thêm thiết bị. Ở đây sẽ có các tùy chọn là thêm bằng IP domain, xem bằng IP segment hoặc là HackConnect đây, hoặc là Pathconnect import đây. Đấy thì là các bạn chọn vào cái mục là HackConnect. Tiếp tục chọn Việt Nam. Chọn vùng là Việt Nam, sau đó chúng ta nhấn vào login. Khi nhấn vào login thì phần mềm sẽ hiển thị lên một cái bảng đăng nhập đây, thì chúng ta đăng nhập bằng cái tên người dùng ở trên ứng dụng trên điện thoại của bạn nhé. Trên phần mềm thì nó có ghi là tên người dùng hoặc là số điện thoại, nhưng mà các bạn nên đặt bằng tên người dùng. Ví dụ như ở đây mình tên cái người dùng của mình á là x2b92xb. Để biết được tên người dùng như thế nào thì các bạn mở ứng dụng trên điện thoại, các bạn chọn vào mục tôi, nhấn vào cái thông tin tài khoản của bạn và các bạn nhìn thấy cái dòng thứ hai là tên người dùng. Đấy thì các bạn nhập cái tên người dùng này vào và các bạn nhập mật khẩu. Mật khẩu này là mật khẩu đăng nhập ở trên cái ứng dụng HackConnect ở trên điện thoại nhé. Sau đó chúng ta nhấn tiếp vào cái mục là Agree Team, tức là tôi đã đồng ý, và nhấn vào Login. Khi nhấn vào Login có trường hợp thì nó sẽ yêu cầu nhấn nhập cái mã xác thực này. Thì các bạn nhập cái mã xác thực ở trên hiện trên phần mềm. Và chúng ta nhấp lại Login này. Đấy, sau khi login xong ấy, thì là trên cái phần mềm này nó sẽ hiển thị lên một số cái bảng thông báo này, chúng ta ấn close này. Đấy, và ở mục này thì chúng ta xem là có muốn thêm thiết bị ở đây luôn hay không. Nếu trong trường hợp mà có các thiết bị online thì các bạn nhấn vào đây. Nếu mà các bạn không muốn dùng nữa thì các bạn ấn cancel hoặc là dấu x đi. Đấy. Và ở cái danh mục thiết bị ở trên phần mềm đây, đó là đã hiển thị lên những cái thiết bị mà các bạn đã thêm vào ứng dụng HackConnect ở trước đó rồi. Sau khi chúng ta đã đăng nhập vào cái tài khoản HackConnect vào trên ứng dụng IVMS 4200 này thì các bạn có thể là quản lý thiết bị này, truy cập vào trong cái thiết bị này, truy cập vào trong thiết bị, rồi là xem trực tuyến camera, kể xem lại có đầy đủ hết các chức năng. Vừa rồi là mình hướng dẫn các bạn cách đăng nhập cái tài khoản HackConnect từ điện thoại vào trong cái phần mềm IVMS 4200 trên máy tính để các bạn có thể là xem camera, thao tác các trình cài đặt thiết bị ở trên cái máy tính này từ cái tài khoản HackConnect. Tiếp theo, nếu mà các bạn không muốn đăng nhập vào cái tài khoản HackConnect này nữa thì các bạn có thể thoát nó ra bằng cách là chúng ta nhìn trên cái góc phía trên của màn hình đây. Nó sẽ có mục là để chúng ta thoát ra. Tức là trên đây nó ra trạng thái là đã login. Đấy, và các mà chúng ta thoát ra thì là chúng ta nhấn vào đây và chúng ta nhấn vào exit. Đấy. Và chúng ta ấn ok. Chúng ta nhấn ok để thoát tài khoản. Vậy là chúng ta đã thực hiện cái quá trình là đăng nhập và thoát cái tài khoản HackConnect ở trên điện thoại vào trong cái phần mềm IVMS 4200 trên máy tính. Để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất các sản phẩm Hikvision, mời các bạn vui lòng truy cập website phocongnghe.com.vn hoặc hotline 0988 803 283. Ngoài ra, mời các bạn theo dõi kênh và follow để xem những video mới nhất của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn. Cảm ơn bạn đã xem video. Hãy theo dõi kênh và truy cập website để biết thêm chi tiết.